xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa không chỉ nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra những anh hùng hào kiệt, giàu truyền thống cách mạng, mà còn vang danh với làng nghề đúc đồng truyền thống, làng chè, nay còn có tên gọi là làng Trà Đông. Tuấn Dũng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cách thành phố Thanh Hóa chỉ khoảng 12 km về phía Tây, tại làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là một ngôi làng nổi tiếng với nghề đúc đồng cổ truyền. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng làng nghề vẫn luôn đỏ lửa. Những nghệ nhân ở đây luôn tất bật để có thể làm nên những sản phẩm tinh xảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng tới từ muôn phương. Nghề đúc đồng cổ truyền Trà Đông đã có lịch sử cả nghìn năm và được bảo tồn, phát huy cho tới ngày nay. Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã khôi phục những sản phẩm truyền thống như đúc trống đồng, chiêng đồng, đúc tượng đồng, đồ thờ, lư hương. Và đỉnh cao nhất là nghệ thuật đúc trống đồng Đông Sơn với những hoa văn, họa tiết tinh xảo theo đúng kiểu dáng xưa. Nghề đúc đồng truyền thống không đơn thuần là làm theo quy trình sẵn có, mà luôn đòi hỏi những người thợ phải thổi hồn vào từng sản phẩm. Để có được một sản phẩm đúc đồng đạt tiêu chuẩn, người thợ phải chú tâm, cẩn thận, trau chuốt từng chi tiết. Sau khi sản phẩm đã hình thành, xong công đoạn làm thô, người thợ phải thao tác làm tinh, đánh bóng, chỉnh sửa để sản phẩm thực sự có chất lượng cao và tinh xảo. Nổi bật trong số các nghệ nhân đúc đồng truyền thống là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Bá Châu. Suốt hơn mấy chục năm qua, ông cùng một số nghệ nhân tâm huyết trong làng đã góp sức khơi dậy nghề đúc đồng truyền thống. Bằng kỹ thuật điêu luyện, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Bá Châu đã chế tác nhiều tác phẩm độc đáo và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận. Tác phẩm đầu tiên của ông được xác nhận kỷ lục là chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam với đường kính 2,3m được đặt ngay ở cổng của gia đình, cạnh đường dẫn vào làng nghề đúc đồng Trà Đông. Từ năm 2000 ấy, thì tôi làm được rất nhiều những các cái trống đồng. Và sau khi tôi thấy cái nghề này ấy, của các cụ để lại là nó rất có giá trị về văn hóa, về lịch sử. Cho nên tôi mở rộng thêm, mở một cái lớp đào tạo nghề, rồi là đào tạo cho tất cả con em trong làng để nuôi sống lại cái nghề đúc trống đồng. Tôi chỉ mong muốn như thế nào để tạo nên nhiều sản phẩm hơn nữa và để trưng bày, để giới thiệu về cái làng nghề, đào tạo thêm những các cái nhân lực để làm ra những các cái sản phẩm nó mang tính chất văn hóa và lịch sử. Hơn nửa thế kỷ theo đuổi cái nghề đòi hỏi nhiều công phu và tâm huyết. Với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Bá Châu, việc sống lại nghề đúc đồng cũng chính là sự tri ân đối với tổ nghề của các thế hệ cháu con. Đối với ông, nghề đúc đồng không chỉ là một nghề mưu sinh, mà nó còn chứa đựng những giá trị văn hóa lâu đời, là nghề cha truyền con nối. Bằng niềm đam mê và trách nhiệm, ông và các nghệ nhân trong làng đã và đang dày công gìn giữ và bảo tồn nghề đúc đồng truyền thống để nghề không bị mai một theo thời gian. Hiện nay, sự đúc đồng của gia đình ông luôn đỏ lửa với những người thợ, người học trò ham mê học hỏi. Ngoài ra, nghệ nhân Nguyễn Bá Châu còn rất tự hào khi đã xây dựng được một khu trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề khang trang, có mô hình về quy trình sản xuất. Khách đến tham quan có thể mãn nhãn và thêm hiểu những giá trị lịch sử, nét văn hóa truyền thống qua những sản phẩm đồng được đúc thủ công. Do tác động của kinh tế thị trường, nghề đúc đồng ở làng Trà Đông cũng có nhiều thăng trầm. Thế nhưng đến nay, các sản phẩm của làng nghề đúc đồng Trà Đông vẫn giữ vững thương hiệu trên thị trường. Bởi những nghệ nhân của làng luôn sáng tạo không ngừng, thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm của làng nghề ngày càng tinh xảo và có sức cạnh tranh cao. Bao nghìn năm thì sống về nghề, nhưng hiện tại cũng có những lúc là thăng trầm, cũng có những lúc là mai một, rồi cũng có những lúc là nó rất khó khăn. Các nghệ nhân ở đây người ta đã có một cái trí tuệ sẵn, đấy là hậu duệ của các cụ rồi, con cháu của nghề đúc rồi, thì mình bây giờ mình đang phát huy thêm những các cái sản phẩm thì nói chung bây giờ nó đa dạng, mà hiện tại bây giờ là phải theo nhu cầu của xã hội. Đấy, làng nghề phát triển thì rất tốt, nên là mình đang phát huy theo cái chiều hướng đi lên.
Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã làm nên những sản phẩm truyền thống như trống đồng, tự nhân vật lịch sử, lư hương hay chuông cổ. Đáng chú ý, các nghệ nhân trong làng đã nghiên cứu phục dựng thành công trống đồng theo phương pháp thủ công truyền thống sau nhiều thế kỷ bị thất truyền. Những chiếc trống đồng, đồ đồng làng Trà Đông đã vừa ra khỏi lưỡi chai làng để vào Nam ra Bắc, mang theo niềm tự hào của người dân kẻ chè, góp phần làm nên diện mạo mới cho làng nghề. Nghề truyền thống đúc đồng Trà Đông thì có từ cổ xưa. Đây là nghề cha truyền con nối để mà gìn giữ phát huy giá trị truyền thống văn hóa đó. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Trung thì năm 2005 đã quy hoạch 6,19 ha đất quy hoạch cho 33 hộ ra sản xuất kinh doanh tại cụm làng nghề. Trong đó là có 13 hộ là nghề đúc đồng truyền thống. Từ năm 2005 đến nay, sau khi quy hoạch làng nghề thì làng nghề phát triển rất là tốt, đặc biệt là nghề truyền thống đúc đồng Trà Đông. Đó là một nghề đặc thù mà trên khắp các cái địa phương khác không có được. Khách du lịch đến với làng Trà Đông không chỉ để tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, mà trên hết là để thưởng ngoạn tinh hoa nghề của những nghệ nhân với bàn tay khéo léo, tài hoa cùng những bí kíp nghề quý giá được trao truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, khách du lịch khi đến với làng nghề còn có thể trải nghiệm, tham gia vào một số công đoạn chế tác ra các sản phẩm như trống đồng, tranh đồng, chiêng đồng, tượng đồng hay đồ thờ để hiểu rõ thêm về văn hóa làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, với những ai đến thăm làng nghề Trà Đông thì sẽ được các nghệ nhân ở đây hướng dẫn cho làm nên các sản phẩm từ đồng. Và ngay sau đây thì Tuấn Dũng sẽ được trải nghiệm làm một công đoạn trong việc đúc một chiếc trống đồng với nghệ nhân Nguyễn Bá Châu. Và vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Bá Châu, thì bác có thể chỉ cho cháu một chút trong việc đúc chiếc trống đồng này được không ạ? Trong cái nghề đúc đồng ấy, thì nó rất là nhiều những các cái công đoạn, từ khi bắt đầu là nhào đất, pha chế đất và tạo dáng, tạo khuôn, tạo hình. Bây giờ thì ta chỉ làm trong một cái công đoạn gọi là tạo hoa văn và đục hoa văn trên nền khuôn. Cái nghề này là nghề thủ công, cho nên là làm ấy, nếu mà không tập trung là những các cái nét hoa văn nó không được như ý, để mình thổi cái hồn vào trong cái hoa văn. Cái khuôn là nó sẽ có những các cái đường chỉ đây rồi. Thì bây giờ mình chỉ đục hoa văn, đo cái khoảng cách từ hoa văn đây đến hoa văn đây là nó thành khoảng cách đều nhau. Thì mình đặt vào chính giữa của cái chỉ thì mình sẽ đục. Đây là được một cái gọi là hàng này là hàng o ngã. Bác ơi, những cái họa tiết nhỏ như này chắc là phải làm tỉ mỉ lắm bác nhỉ? Đây, cái làm ấy, là phải có một cái ngón tay định vị vào đây thì nó không bị rung. Vâng, quý vị vừa mới nhìn thấy thì những họa tiết này rất là bé và rất là nhỏ, nhưng được làm rất khéo léo từ bàn tay của nghệ nhân. Còn ngay sau đây thì Tuấn Dũng sẽ là người trải nghiệm việc làm nên những cái họa tiết này. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc đục hoa văn này tưởng chừng như rất là đơn giản, nhưng mà khi Tuấn Dũng trực tiếp trải nghiệm thì lại cảm thấy rằng nó phải cần rất nhiều sự khéo léo và tỉ mỉ. Với những giá trị tiêu biểu mang chiều dài lịch sử và chiều sâu văn hóa, năm 2018, nghề đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những sản phẩm của các nghệ nhân đúc đồng Trà Đông đã góp phần giữ gìn và lưu giữ hồn cốt văn hóa nghìn đời, góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng bằng niềm đam mê và tâm huyết của các nghệ nhân, làng Trà Đông vẫn phát triển từ ngày xưa cho tới tận bây giờ. Những chiếc trống đồng, cồng chiêng làm nên linh hồn cho một mảnh đất giàu truyền thống và khẳng định sức sống của một ngôi làng nổi tiếng của xứ Thanh. Chương trình Văn hóa xã hội ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.